đừng bị chết không gắt đây nào. Không cần phải quay lia được. À, hôm nay đoàn lại tiếp tục đi đi câu cua, nhưng mà thấy đường này giống đường đi Đà Lạt không quý vị? Rất là đẹp, hai bên cây mát rưỡi, vòng quanh giống đường đi Đà Lạt ghê luôn đấy. Hôm nay đi câu cua ở chỗ mới, chỗ này nghe nói là cũng hấp dẫn lắm. Để coi xem hôm nay một là về là đầy xô, hai là rong rêu. Nhưng mà cái quan trọng là trong khi chờ đợi ngồi khách sạn uống cocktail đấy, chơi vài shot cho chơi nó phê phê cho nó phê phê này. Qua quay đấy, tiếp tục đi từ đây ra đó còn xa không? Xa hồi nãy mình đi được bao nhiêu phút rồi ta? Được 10-15 phút chưa ta? Vậy nên cỡ nửa tiếng nữa hết. Nửa tiếng nữa nha quý vị. Nửa tiếng nữa sẽ tới chỗ câu cua mới. Hôm nay ăn cua tiếp, hôm qua ăn cua đá, thì bữa nay tìm cua mềm ăn. Mảnh nào 45 phút thôi. Cái mảnh nào hấp dẫn đầu tư, đằng nào nó cũng nằm trên bán đảo. Hà kêu mình mua ngoài này đi anh, mua đi ngoài đi anh, mà mình là biến quá. Nói chứ mà từ so với những cái thành phố khác chạy trong thành phố không hết nửa tiếng, những cái thành phố lớn thì ngoài này mua đất đầu tư được này, mai mốt nghỉ hưu về bên này sống quá đẹp. Ngay cái chỗ mà rẻ nhất mà gọi là lấy là gần biển này nọ là ra cái khu này đây này. Đấy, cái đội hình của nhà em thì hôm nay vẫn như vậy, tài xế đang lái bên này. Đấy. Còn ở dưới là hai em bé thì đã ngủ rồi. Ông cho phòng thì không thấy đâu cả. Đấy, ai muốn đi tour qua Victoria liên hệ cho mình. Đấy, là môi giới. Làm hướng dẫn viên, làm môi giới nhiều khi nó lại nhiều nghĩa quá. Môi giới bán qua cho mình chứ. Đấy. Rồi trên này cũng có dịch vụ là gửi tiền về Việt Nam. Đấy, nếu mà ai có nhu cầu liên hệ cho mạnh luôn. Liên hệ luôn. Đó, cái người đang lái xe đó đó. Rồi. Làm dịch vụ đó. Rồi. Tiếp tục đi. Nếu mà thất lạc tiền cho mạnh đền. Thật mà không sao cả. Nếu mà gửi ít thôi chứ gửi nhiều là cho mạnh phần nào. Đi vàng giống đường đi Đà Lạt không quý vị? Ngày đi chỗ mới này. Đây đang là sửa đường. Đang xây dựng đấy. Xây dựng đường. Mua mấy lô đất đấy, sẵn ha. Mua gần biển á. Gần biển là thấy thích rồi đấy. Có bán đấy. Đất gần biển là thấy thích đấy. Covid xây đúc đàng hoàng chưa luôn. Covid chưa xong mà lụt lụt hết rồi. Buồn quá Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Cắt cái ngáy đi, ngáy thở được sao cắt? Quên thở đấy. Không miệng lại, hoặc là đeo cái trap á. Trap từ cầm đeo lên đầu để cho nó ngậm miệng lại. Thở bằng mũi. Vì hở miệng ra, ngủ hở miệng ra là thở bằng miệng. Vậy thôi. Đấy. Đường mũi ngoằn ngoèo. Gần tới rồi quý vị ơi, 2 phút nữa là tới. Đấy, vẫn còn trên bán đảo Victoria. Vợ mình nói ra đây mở cái tiệm kêu thở nó coi. Cách đây mấy tháng ra có người mở rồi, mở ngay cái địa điểm đẹp quá rồi. Cho nên chờ cho nó làm ăn cho nó kéo khách cho đông đông lên.
hốt mở. Rồi tới rồi quý vị ơi. Này, giờ đang đi xuống. Hả? À? Sao? Có số đậu không? Chắc là xuống coi. Có không? Đây còn cái. Có chứ. Trong mình vô đây mình đậu luôn được. Phần đi một vòng chạy xuống cái nữa. À, chạy xuống cái luôn. Đây đây nè. À, đây là điểm cái dưới nữa mày là điểm câu mới bữa nay còn là snook đầu trong nhà. Đây là bãi xúc. Đây là mọi người thấy hỏi, để mình hỏi cái mấy cái thằng đây cái chỗ để nó có ăn lâu. Đây bố tàu xuống này. Anh chưa có tàu đi chơi được gì. Này là cái bãi đá thuyền. Parking pass kìa. Park kìa, có phải mua vé không đây này? Đây này có cái cột này tính tiền này mua vé này. Giờ đi quay lên. Khách sạn này bây giờ sẽ đi xuống cầu thang đây để tới cái chỗ thả cua, cái chỗ bắt cua. Hơi xa một chút nha. Đây có chỗ đâu, phòng. À, dưới đây người ta đang thả giờ đang là chuẩn bị đang chuẩn bị bỏ mồi vô đây. Bỏ mồi vô đây để nguyên cục to luôn để cho nó ra bên hông nhé. Đỡ mùi. Đang là thả đây. Đây là cái quang cảnh ở xung quanh đây. Xung quanh đây là cua ta đang đón.
qua được. Ngồi đây nghe không? Ngồi đây chơi với cha, ba đi mua đồ ăn hay không? Ok. Francis, ngồi đây đi, ba đi mua bánh mì cho ăn, ok? Bánh mì. Ba đi mua đồ ăn ăn nghe không? À. Mình à, ngồi chơi với ba để đi mua bánh mì nghe không? À. Ừ. Mua bánh mì ăn nha. Mua chicken. Chị té, chị ta đứng xuống không? Đứng xuống. Đây, đứng này là quay. Papa. Đây, chỗ này là khu vừa nổi tiếng. Quay được hai mẹ con hải cẩu, rái cá, ui ôi to, bạn này ra tới ngoài đây rồi, càng nó nhỏ hơn. Ồ, chà làm như vậy á, nó lại không chui vô lọt nè. Đây, cuối cùng cũng hả? Quá trời nhiều.
nhiêu. Bắt cái bắt đi mà. Ờ đương nhiên rồi. Con này có thể con cái này, cái này cái không? Này cái hay được. Được hả? Thôi. Đấy. Quá trời. Con này có được kìa. Con này được á. Được, con nó được. Đây có nhé. Được. Hai em không có gì hết à. Được luôn. Giờ của thầy rồi đó. Chưa từng thấy nhiều vậy đó. Bao nhiêu con tổng cộng trong lòng đấy. Lần đầu tiên trong đời á, mình thấy ông ấy đầy sổ luôn á. Cái môi này vừa bắt đầu thấm rồi đấy á. Hả? Cái môi này bắt đầu thấm rồi á. Mẹ em. Mày được không? Bắt được chưa? Con này cái, nhìn là biết rồi. Bắt được thế xong mình nghiêng cái sọt lắc. Này cái này. Mập như thế này. Được. Từ đây nó luôn trong cái cổng đó. Oh my god. Làm một bát thôi mà đúng sơ hữu rồi. Làm một bát thôi đúng sơ hữu. Mày ghê gớm. Làm một bát thôi mà đúng sơ hữu. Ủa nè em. Giống như cầm môi sầu phí sinh vậy. Ô, con này cái. Rồi, mà mới biết lại con này nhỏ. Con coi con này thì thôi. Ê. Đấy được không? Rồi. Chắc mai mốt á, con này nó bắt chứ theo cái lồng của mình đây. Được lắc, để lấy cái này ra xong rồi lắc. Không, lấy làm chi? Con ra đường thẳng nữa. Nhấp đâu. Chừng trên đầu. Thôi chuẩn bị về làm cái này luôn nha. Sọt luôn. Đây.
được. Nice. Tuyệt. Tuyệt. Cái này, cái này. Go. Mày to à? Rồi. Cái này, cái này. Mình tình làng cho người ta thấy chứ. Con kia thì con kia thả thôi. Con cái. Cái. Cái thả nha mọi người. Tay hả? Con nó kẹp hả? Cái này lồng này chỉ được 2 con thôi. Lồng này 6 con rồi. Con cái hả? Cái. Vô. Đây thả đi, thả đi. Ôi, kẹp tay chứ. Kẹp tay. Kẹp tay. Reading. Để nó ở giữa chưa? Em quay được rồi hả? Chỗ này giúp mình khoan rồi đó. Giờ này là giờ thầy tới rồi đó. Giờ thầy tới. Good exercise. Làm đi về. Được 7 con, 8 con, 7 con. 6 con phải không? Đó, bây giờ đi về thôi. Mệt quá rồi. Sự trái rồi. Giờ lên xe về.